lúc nãy giờ thọ niệm, lúc thọ niệm nãy giờ giờ mới hay được món chè giờ plau giờ rõ mỏ giờ lúc thọ niệm nó thọ lúc sau cái rồi plau ta lại cái mới lúc thọ niệm nó plau chua còn được khổ sao đó mới lúc thọ niệm nó chua nó cứ tỏ học tập plau không vay cái tay kịp plau nó chua sẽ bị tao vay cái giờ kịp plau nó chua sẽ bị tao nó có phiền còn nên tu có tao không có món nữa u nó có nên tu có tao ta chị nhập bát tôi nhập bát tao có lúc bao xó lê thía bát rồi có bao tôi làm tao có xì lúc nó ở mù ý thì có những cuộc có trò baby bao tôi là lúc chủ tôi là tao lúc chủ tên nó ok thì hôm nay lúc bao trò rất mò lúc thổ nhị bát gặp bao xó lê thía gặp bao tôi làm tao nè.